Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 năm mạng. Những người sinh năm 1961 thường có tính cách bảo thủ, truyền thống, ngăn nắp trong cuộc sống hàng ngày. Họ cũng là người có tài, chăm chỉ làm việc, rất tận tụy với công việc được giao. Họ có đầu óc thực tiễn, rất thận trọng và luôn suy nghĩ chín chắn mỗi khi đưa ra một quyết định nào. Ngoài ra thì họ cũng có khả năng đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống với tính cách trầm ổn, nên họ cũng rất được mọi người tin tưởng. Vậy thì với đặc điểm tính cách con người như vậy, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 năm mạng sẽ có vận trình cuộc sống như thế nào, sự nghiệp gia đình ra sao? Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết. Gia chủ năm mạng Tân Sửu có cung mệnh thuộc cung Đoài, trực thâu, mạng bích thượng thổ, đất trên vách, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế phú quý, xương con trâu, tướng tinh con đười ươi, ông quan đế độ mạng. Xét tổng quan cuộc đời bản mệnh, Phong thủy Gia Cát xin được trích dẫn bài thơ sau. Tân Sửu mạng thổ tuổi này, số cùng với mạng lắm lần khắc khe, vận thời, đời đổi ngửa nghiêng, nhiều phen lận đận, lắm lần gian nan. Nếu sinh mùa hạ thời may, thanh nhàn thông thả, ít ai dám bì. Số này chết hụt nhiều khi, nhờ ơn trời Phật không thì mạng vong. Anh em cha mẹ hai dòng, nếu không chồng vợ, lòng dòng đôi ba. Nếu không thay vợ đổi nhà, cuộc đời luống chịu vui chiều buồn mai. Cho hay số phận thiên tài, tu nhân tích đức, phước nhờ mai sau. Tổng quan, cuộc đời năm mạng Tân Sửu vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, công danh sáng lạn, rộng mở, có thể đạt được địa vị cao vào trung vận. Đời sống của những người tuổi này có thể lên đến đỉnh cao. Nói chung là người tuổi này có cuộc sống, sự nghiệp, danh vọng vô cùng tốt đẹp. Công danh có nhiều bước tiến lớn vào trung vận, hậu vận gặp nhiều may mắn, an nhàn, thành thơi. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 78 đến 86 tuổi. Nếu ăn ở hiền lành, làm nhiều điều thiện thì kỷ tự khắc sẽ được tăng lên. Tình duyên, chuyện nhân duyên của năm mạng Tân Sửu được chia thành 3 trường hợp sau. Những người tuổi này sinh vào các tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua đến 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên. Những người sinh vào các tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch may mắn hơn một chút vì số lần thay đổi tình duyên trong cuộc đời sẽ là 2. Những người may mắn nhất là những ai sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch, đường tình duyên viên mãn, không có sự thay đổi nào. Một vợ, một chồng, chung sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời. Gia đạo công danh. Vào trung vận, công danh đạt đến đỉnh cao, nhờ đó mà cuộc sống thêm phần dư giả. Gia đạo yên bình, hòa thuận, không có biến cố nào xảy đến. Nhưng sang hậu vận lại có nhiều rối ren. Để khai mở phúc đức, giúp cho vận trình gia đạo luôn được suôn sẻ, hanh thông. Nam chủ sinh năm 1961 nên sử dụng vòng thỉnh đặt tại nhà pháp khí của nhà Phật, đó là Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà, cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế, được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là 8 pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc, đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất. Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Về công danh, bản mệnh có được sự nghiệp bền vững tốt đẹp, tài lộc dồi dào, cuộc sống no đủ, tuổi hợp làm ăn, Quý Mão, Ất Tỵ và Bính Ngọ là 3 tuổi thích hợp để Tân Sửu năm mạng hợp tác làm ăn, nên duyên vợ chồng. Kết hợp với 3 tuổi này, mọi chuyện sẽ được suôn sẻ, may mắn, thu được nhiều thành quả. Lựa chọn vợ chồng.
Muốn có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, lấy được người vợ hợp tình duyên, hợp tiền tài sự nghiệp thì nam mạng Tân Sửu nên lựa chọn những nữ mạng tuổi sau đây để kết hôn: Quý Mão, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Kỷ Dậu, Canh Tý và Kỷ Hợi. Khi kết hôn với 6 tuổi trên thì cuộc sống sẽ rất sung túc, vợ chồng hạnh phúc, yêu thương. Nếu nam mạng Tân Sửu kết hôn với các tuổi Nhâm Dần và Mậu Thân thì cuộc sống sẽ dừng lại ở mức đủ ăn đủ tiêu chứ không dư giả, nhưng tình cảm vợ chồng gắn bó mặn nồng. Một cuộc sống có nhiều khó khăn vất vả khi mà bạn kết duyên với những nữ mạng tuổi Giáp Thìn, Bính Thìn, vì hai tuổi này không hợp với Tân Sửu nam mạng cả về tình duyên lẫn tiền tài. Hai người sẽ phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều mới mong xây dựng được hạnh phúc. Vào những năm xung khắc trong đường tình duyên thì bạn không nên thành gia lập thất, sẽ tránh được những trắc trở trong cuộc sống hôn nhân, đó là các năm 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi. Năm khó khăn nhất, nam mạng Tân Sửu có đại hạn vào các năm 18, 24, 28 và 33 tuổi. Bạn nên an phận thủ thường, không nên hùn hạp làm ăn hay thực hiện những dự định lớn vào các năm này, sẽ tránh được hao công tốn của. Cần chú ý mọi việc, cẩn thận ốm đau và tai ách. Việc nắm bắt được tử vi sẽ giúp quý bạn tránh được những vận hạn và tận dụng những ngày tháng tốt để phát triển bản thân. Tuổi đại kỵ, khi gặp tuổi xung khắc thì tốt nhất bạn đừng nghĩ tới chuyện kết hôn hay hợp tác trong làm ăn và những chuyện lớn. Nếu kết hôn thì tình duyên dang dở, không được lâu dài, nếu làm ăn thì thất bại, mất mát. Những tuổi xung khắc với Tân Sửu nam mạng gồm có Tân Sửu, Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Mậu Tuất và Ất Mùi. Nếu gặp tuổi đại kỵ, mọi việc cần phải thận trọng và đơn giản hết sức. Trong chuyện tình duyên, nếu hai người vẫn muốn nên duyên chồng vợ thì không nên tổ chức linh đình, chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may ăn ở với nhau đến trọn đời. Nếu người thân trong gia đình phạm tuổi đại kỵ nên thành tâm lập lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ tránh được tai ương và giảm bớt xung kỵ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, nếu nam mạng Tân Sửu chọn giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ để xuất hành sẽ gặp được nhiều thuận lợi, may mắn, đem lại tiền tài, mưu sự ắt thành, đại cát, đại lợi. Ngoài ra, để mỗi hành trình diễn tiến thuận lợi, mão đáo thành công, mệnh chủ Tân Sửu sinh năm 1961 hãy mang theo bên mình vòng tam hợp Quý Thần, Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng được làm từ gỗ huyết long, so với những loại gỗ khác, khi vừa chế tác xong thì có mùi rất thơm, nhưng nó sẽ phai nhạt theo thời gian và dần dần sẽ hết mùi. Còn đối với loại gỗ này thì khi chế tác thành những chiếc vòng tay sẽ không hề có mùi thơm, nhưng đeo một thời gian, được tiếp xúc với ánh sáng, mồ hôi cùng với hơi người thì chúng bắt đầu tỏa ra hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, tạo cảm giác rất dễ chịu cho người đeo. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp cùng với 3 viên đá mã não màu đỏ, có khắc hình linh vật tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Nhóm này được gọi là nhóm tam hợp kim cục, khởi đầu từ Tỵ Hỏa đến Dậu Kim rồi đi vào Sửu Thổ. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân dựa vào lực tam hợp của quý thần, mang lại sự may mắn, tài lộc, niềm vui và sự hoan hỉ trong cuộc sống. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho quý vị gia chủ. Diễn biến từng năm, từ năm 20 đến năm 25 tuổi. Năm 20 tuổi, công danh và tình cảm có nhiều vượng phát, tài vận thì kém hơn. Sang năm 21 tuổi, cuộc đời lẫn tài vận đều ở mức khá. Năm 22 tuổi, cần tránh xuất hành đi xa làm ăn hay đi du lịch xa vào các tháng 3, 4 và 6 âm lịch. Các tháng còn lại bình thường. Năm 23 tuổi rất xấu, không nên thực hiện các hoạt động trọng đại. Sang năm 24 tuổi, mọi chuyện tạm ổn, công việc thu được thành quả, nhưng chuyện tình cảm thì xấu đi. Đến năm 25 tuổi, nên xuất hành đi xa làm ăn sẽ mang lại kết quả bất ngờ. Từ năm 26 đến năm 30 tuổi, vào năm 26 tuổi, mọi chuyện có nhiều triển vọng tốt đẹp. Năm 27 tuổi, tài vận phát đạt, cần tránh xuất hành đi xa làm ăn hay du lịch xa vào tháng 4 và tháng 6, sẽ không bị rước vạ vào thân. Tháng 4, 7 và tháng 11 của năm 28 tuổi. Tháng 1, tháng 7 và tháng 12 của năm 29 tuổi có hạn nhẹ, các tháng còn lại bình thường. Năm 30 tuổi, địa vị công việc và cuộc sống có thể chạm tới đỉnh cao. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi có nhiều chuyện tốt đẹp. Năm 32 tuổi và 33 tuổi, mọi sự yên bình,
sang năm 34 tuổi công danh và tài vận đi lên, đến năm 35 tuổi sức khỏe giảm sút hay đau ốm, gặp nhiều trắc trở trong cuộc đời. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi có quý nhân phù trợ, mọi việc được suôn sẻ, năm 37 tuổi và 38 tuổi mọi chuyện đều đạt được như ý nguyện. Có hạn vào tháng 3 và tháng 6 của năm 39 tuổi, khó tránh được hao tổn về tiền tài hoặc tai ách. Năm 40 tuổi, chịu tác động của năm trước, cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nếu hùn vốn đầu tư sẽ gặp thua lỗ. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi có nhiều cơ hội thuận lợi cho sự nghiệp. Đến năm 42 tuổi gia đạo và chuyện tình cảm được như ý. Năm 43 tuổi thích hợp đi làm ăn xa hay giao thương, đầu tư kinh doanh sẽ mang lại nhiều kết quả. Năm 44 tuổi, mọi chuyện bình thường, không có biến cố nào lớn xảy đến. Đến năm 45 tuổi, công việc được suôn sẻ. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, năm 46 tuổi mọi chuyện đều tốt đẹp. Tháng 1 năm 47 tuổi và tháng 10 năm 48 tuổi có hạn về sức khỏe và tài vận. Những tháng còn lại bình thường. Năm 49 tuổi và năm 50 tuổi vô cùng thịnh vượng, tài vận lên cao. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, năm 51 tuổi có nhiều hay đẹp, sang năm 52 tuổi cần chú ý giữ gìn sức khỏe. Đến năm 53 tuổi, mọi việc ở mức bình thường, sang năm 54 tuổi, mọi chuyện tốt lên, con cái đạt được địa vị nhất định. Đến 55 tuổi, gia đình yên ấm, yên vui nhưng sức khỏe yếu đi. Từ năm 56 đến năm 60 tuổi, chuyện tình cảm và sức khỏe có nhiều giảm sút vào những năm này. Đặc biệt trong khoảng thời gian này cần phải tránh xuất hành đi xa, nếu không thì sẽ không tốt cho số mệnh của bạn. Thưa quý vị, mọi luận giải tử vi chọn đời tuổi 1961 năm mạng trên đây đều được xây dựng từ đội ngũ chuyên gia phong thủy hàng đầu của Phong Thủy Gia Cát, đảm bảo cung cấp những thông tin chi tiết, chính xác, hữu ích và có thể hỗ trợ quý gia chủ trước những khó khăn hay là thuận lợi trong cuộc sống một cách chủ động. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là sự tu dưỡng và hành thiện của mỗi người mới có thể đem lại may mắn, bình an, tài lộc vẹn tròn và bền vững. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của chương trình Phong Thủy Gia Cát.